Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Ngày hôm nay là buổi sáng ngày hôm nay ạ. Gia đình San đang đưa cả cháu Nguyên đi ra trung tâm xá đi họp, cũng như là đi cắt tóc cho cháu nữa các bác. Bởi vì là như vừa rồi thì San cũng có video clip mà tình cờ mình đi ngang qua đường á, có thấy cháu đi học về một mình mặc cái bộ quần áo cũ rách nát rồi á, nên là cũng thực sự chia sẻ với các bác một chút là cái hướng đi làm như thế nào để giúp đỡ cháu Nguyên trong cái thời gian lâu dài về sau này. Cái đó cũng là cái điều mà rất nhiều các bác cô chú anh chị mong muốn để cá nhân San chia sẻ, bởi vì là San cũng đang chuẩn bị đi ra trung tâm xá, nhưng mà bây giờ trời đang mưa, không biết đi có được hay không. Bởi vì là các bác có thể là thấy là đường ở trên em á đi lại rất là khó. Ở những cái đoạn này thì mọi người đang chuẩn bị đổ lại bê tông rồi, nhưng mà nhiều những cái đoạn khác vẫn là còn là đường đất á. Nên là bây giờ mời các bác đi cùng với San để xem. Vừa nãy là bảo cháu từ dưới nhà lên ở trên chỗ nhà San á, mua một bộ quần áo ở trên này, có người đem quần áo về ở gần nhà San để bán á các bác. Thì mình mua tiện thể là mua ở trên này luôn, để đặt ra trung tâm sáng không có chỗ bán quần áo. Thì cái đó là cái mà hôm nay San mong muốn. Thứ nhất là mua quần áo, thứ hai là phải cắt tóc cho cháu, cũng như là mình cùng nhau để thảo luận xem là cái hướng đi cho cháu về tương lai sau này nhé mọi người. Đây các bác, cháu Nguyên đây. Vừa nãy là vừa mua một cái áo thu đông để cho Nguyên mặc. Sáng nay mặc cái bộ cái áo trước ấy. Cái áo mà các bác thấy là cái áo cũ kia vứt chưa? Vứt ở dưới này rồi à? Thôi cái áo kia vứt đi, mặc lâu quá. Thấy có giá bảo cắt tóc không? Có à? Thế bây giờ hôm nay chắc đi họp phải đi bộ đây, bởi vì mưa quá. Cái quần đâu? Đưa vào đây à? Mang mấy bộ quần áo đi hả? Tất cả mang mấy bộ? Cái đấy là cái quần vừa lấy chứ. Cái quần này là quần mới vừa mua. Với cái áo thì đang mặc rồi. Vừa nãy là trước đấy là mặc cái áo, hôm nay cũng lạnh ấy nhở. Thế vừa nãy còn mặc cái mỏng hơn mà mặc cái này bảo còn lạnh. Cái này có lạnh không? Ấm hơn đúng không? Xem nào, bên này còn có cái áo gì không? Có mỗi áo này thôi. Ở trường còn không? Ở nhà trường còn có quần áo không? Không á? Thế thì có hai bộ thôi. Thôi thế thì cái vừa nãy mình mua mình mua thêm một bộ nữa, là tất cả bây giờ có hai bộ quần áo thôi. Thế mấy cái bộ quần áo trước mua đâu? Bố mua đâu? Để nhà sao không mang đi mà? Nguyên? Hay là trẻ con? Chắc là sáng nay bà lên mua cho cái bộ quần áo trẻ mà. Không, ngày trước cũng không mang mà. Tuần trước cũng không mang. Thế bây giờ thầy cô giáo có bảo cắt tóc không? Có. Có à? Mạn dính cái gì đấy? Cái này cái gì đây? Cái này cái gì đây? Dính cái nhựa gì đây? Cây nhựa cây đó. Nhựa cây gì ấy? Hay là bỏ cắt thì đi cắt đi. Trời mưa quá hay là mình cắt ở nhà nhỉ? Sao thế này, bảo anh Sành cắt đi. Không biết anh Sành về chưa? Vậy mà lát xem. Mấy giờ rồi? Thế tí xuống dưới này cắt nha. Tí là anh dẫn xuống dưới này cắt ra. Cắt tóc xem nè. Cô giáo có bảo cắt tóc không? Có. Có đúng không? Có. Hôm nay thì chắc chắn là ít khi ai chở đi đấy, bởi vì là trời mưa như này á, hầu như là phải đi bộ. Bên có đường đất nữa các bác, đi rất là khó. cô giáo bảo cắt rồi, nhưng mà cũng bây giờ phải tự cắt các bác ạ. Anh em tự cắt với nhau thôi. Anh em làm thợ đổi nghề tí, bây giờ phải đa nghề với giấy xấu. Vừa không đỡ tốn tiền đúng không?
mà đi kiếm ngà mưa. Tóc dày kìa, khu này cũng tóc dày phết. Nguyên nhà. Dưới nhà mình có bán cái áo mưa kia không? Nhà bên này mua cánh kiến hay các bác? Này cánh kiến này. Cánh kiến lâu lắm không thấy rồi đấy. Nguyên đợt này bố có về không? Không biết. Không biết nè. Thế mẹ có lên thăm không? Mẹ thì to quá chứ. Mẹ chắc chả bao giờ hỏi rồi nha. Mẹ bây giờ chắc là... Con như thế nào kệ thôi. Mang Nguyên. Kéo về là như vậy. Mẹ có bao giờ gọi điện không? Hay đổi chiều kia sao? Không được đúng không? Không sao thế nào? Buộc cái đằng sau ấy. Buộc cái đằng sau ấy. Cho lòng thì hiện tay nghề nhá. Vừa ấy chứ em cắt gì là dùng vượt thang ở xa xa. Mấy cái người cái này à? Dùng vượt thang ở xa xa. Rồi bậc thang ở sẽ ở, ở một căn trải à? Xa thế. Một căn trải thì xa thật đấy. Giá cát bình thường thôi mà. Này, nói lên xem nào. Này có... Không có, không có bố mẹ thì... Không có cái thật à? Thôi mà không vậy đầu cho bé em tí sợ tông nó sớm quá, không cần để nó sớm. Trẻ con thì không... Hai lười gội đầu lắm. Cái này có khi tập tuần. Có gội đầu không Nguyên? Có gội đầu bao giờ không? Này từ cái hôm có... ngoài đường về đớt bây giờ vẫn còn đớt đây đây. Ừ. Hôm qua tám chưa? Chắc Nguyên. Tám đấy. Không có bố. Không mẹ. Tám à? Không có bố mẹ không ai. Không có bố mẹ thì. Tầm tuổi này thì phải bắt nó đi tám chứ không. Đúng rồi. Trẻ con thì bằng tuổi này thì chủ yếu là ham chơi thôi. Chơi là chủ yếu thôi. 8-9 tuổi thì chưa biết suy nghĩ cái gì đâu mà bằng tuổi này. Không có bố mẹ. Không có bố mẹ quan tâm thì phải làm đấy bác. Mẹ thì bỏ đi. Không hỏi tham cái gì. Bỏ con ấy. Bây giờ như kiểu mồ côi luôn ấy. Và mồ côi vẫn là mồ côi rồi. Bố thì suốt ngày đi theo bồ. Hai gội, gội qua thì cho bé nhỉ. Có sơ quá không? Sơ quá rồi, cắt mái nó còn không sắp không kêu nổi. Sao đấy? Tăng lên, xem có cắt lên. Tăng lên xem không đợi thì đi gội qua nhỉ. Ừ. Ở nhà anh Sánh cũng có, ở trong này cũng có nước nóng mà. Nghề đi làm thợ tóc. Bởi vì là Nguyên muốn cắt như nào thì bảo chú nhỉ. Làm quả tóc 3 phân đi nhá. 3 phân đẹp mà. Nguyên. Nhưng mà sắp lạnh rồi thì thôi kệ bé. Chưa có nghề cắt à, chưa đi học bàn cắt tóc nên là hơi khó một tí. Ta xem nào. Cầm chưa đi học cầm. Xem được chưa? Bé ấy cẩn thận lên chứ. Cắt khó quá các bạn. Cắt từ từ thôi bởi vì là sợ là cắt tí đứa bé không thích bé lại khóc. Có chới không Nguyên? Hình như có trứng chới này. Tóc có trứng à, trên tóc có chới không? Nguyên. Tìm. Nói xem nào. Không có nói cái gì. Tìm mấy anh thở tóc à, mấy anh thở cắt tóc là nhìn như này buồn cười quá. Thật đấy. Không, cái này thực ra thì nếu mà mình sợ bé khóc thì ra nên không sợ, mình cứ thẳng tay một tí cát thì nó đẹp hơn đấy.
Bên này nhân đây có trứng chới này các bạn. Bên này có trứng này. Ui du. Nhưng không biết có chới không. Nhìn không không rõ mấy. Dạ. Nguyên thì chả bao giờ thấy cười cả các bạn. Lúc nào cũng thấy buồn. Ngày xưa bố lúc nào cũng cười mà. Trên chắc phải dùng kéo thôi. Không sợ đâu, cứ cắt. Cắt là gọn gàng tí Nguyên nha. Không mai kia cô giáo lại phải cắt tiếp đấy. Thế mẹ bỏ đi bây giờ không có thấy mẹ bao giờ đâu. Ra xem nào, xem đẹp trai hơn chưa? Mấy anh em phải tranh cắt đây các bác. À, mấy anh em chung cắt không phải tranh cắt, nói nhầm. Chung cắt cho Nguyên. Ô sinh thì bố thì suốt ngày đi làm thuê có bao giờ về đâu. Bây giờ hình như còn đang ở với bồ trên đảo Ma Chải hay sao chứ? Nó ở với bồ gần đây mà cũng không về thăm con lần nào. Thì làm gì quan tâm gì đâu. Hôm trước về đến nhà xong rồi đi rồi, thằng này có biết đâu. Đi ăn trưa đi nhỉ Nguyên nhỉ? Đi ăn trưa xong chuẩn bị đi học thôi. Chắc phải đi bộ đi hôm nay. Mưa như này. Đi đi. Để Nguyên đi ăn trưa đã các bác. Ăn xong đây là bún bún ở Bình Dân trên bản lần đầu ngay tiên trên bản các bác ạ. Thì đưa Nguyên vừa nãy đi anh em đi cắt tóc xong bây giờ thì giờ đi ăn trưa. Ăn trưa xong là đi học rồi, đi bộ đấy chắc hôm nay. Bộ thôi. Trời mưa như này. Tí mình đi bộ cùng mấy bé. Cũng còn đi điện xe nữa. À đấy, cho mình cũng phải đi đấy nhỉ. Ớt cay không ơi? Có đấy, cay đấy. Ất tự có làm tiêu tê nữa mà. Ất đâu tiêu tê đâu. Ất tự làm thôi. Nó ở trong đấy hết. Tự làm á. À tiêu tê này ngon đấy. Ất của mình hết. Ất của mình cay lắm. Xem tay nghề của em Giang này. Thơm nhưng mà. Nhả bữa mà thử khai. Hả? Hơi nhặn tí thì cho đấy nhá. Ở dưới cho xúc á. Nhả hơi to một tí nhỉ. Anh phải lấy cái ba cái chai nhỏ đổ vào ấy. À, xong đi để xe. Không biết đi được không ấy nhỉ. Một cây ở đây nha, kiểu 19 ở đây hết. Chờ, chờ cả Nguyên đi, đi đợi xe cùng. Notice, cái này dùng. À, đây các bác ạ, bây giờ là cháu Nguyên. Chuẩn bị đi học rồi bởi vì là buổi sáng như các bác cũng thấy là trời mưa rất là nhiều. Lúc mà Sana đưa cháu Nguyên đi cắt tóc thì anh em tự cắt với nhau thôi. Rồi là mấy anh em cắt tóc gọn gàng rồi đây. Nhưng mà hình như đầu tóc có rất là nhiều chới. Cái chới, chới trứng chới là có nhiều, có chới không Nguyên? Có. Có thì phải... Cảm thấy ngứa không? Tí có ngứa. Nữa bảo anh cho tiền đi mua rồi tí nữa. Tí nữa phải lấy dầu gội rồi tắm rửa thường xuyên nha. Hôm nay hôm nay bởi vì là bây giờ thì anh em sang cũng có việc đi trung tâm á, đi ra bên đấy thì tiện thể là cho Nguyên đi cùng luôn. Thì San cũng trước tiên để có thể là đi họp á, thì cháu Nguyên đi họp thì San cũng mong muốn là chia sẻ cho các bác, cho mọi người trong suốt thời gian vừa qua về thứ nhất là về hoàn cảnh. Thì sau khi mà từ ngày trước á, là hình như là lúc trước mẹ bỏ mẹ mẹ Nguyên bỏ đi là lúc mấy tuổi nhỉ Nguyên nhỉ, còn nhớ không? Không, không nhớ gì đâu đúng không? Lúc đấy là San còn nhớ là bé xíu, chắc là 2 tuổi thì mẹ đi làm thuê ở nước ngoài về. Mẹ sau đó là mẹ nghĩa là nói chung cái quá trình á là vì sao mẹ lại bỏ Nguyên. Thì lúc đầu thì mẹ đi làm thuê ở nước ngoài á, sau đó là mẹ quen bồ ở bên đấy, rồi là cuối cùng thì về nhà thì không có về lấy bố hiện tại bây giờ bố của Nguyên nữa. Rồi là mẹ thì đem theo em gái của Nguyên đi lấy chồng khác thì bỏ Nguyên. Sau đó là bây giờ là từ lúc đó trở lại về sau á, mấy năm về sau là bố Nguyên cũng hay đi làm thuê rồi là cũng không bao giờ về nhà. Có thể là Tết chỉ về được 1-2 bưởi thôi, 1-2 ngày thôi lại đi rồi á. Thì cuộc sống của Nguyên thì không bao giờ biết là cái tình yêu thương của cha mẹ là như nào cả. Bây giờ thì hàng ngày bên bà cụ vẫn cho cháu, rồi cho cháu đi học ấy, sống nhờ ở dưới đấy. Nên là cái cuộc sống thì chắc chắn là như các bác cũng thấy rồi á. Như hôm vừa rồi thì San chia sẻ với các bác là cháu Nguyên đi học á,
thì rất rất là khó khăn, phải đi bộ hơn 7 cây số. Nhiều các bác bảo là mình mua cái chiếc xe đạp để cho Nguyên đi học, thì các bác có thể nhìn qua một chút cái đường này. Ở đây chỉ là những cái đoạn đường bằng ấy, nhưng mà nhiều những cái đoạn lên dốc kinh khủng luôn. Số 1 có khi còn khó đi nữa. Đây là vùng cao này, xe đạp thì chắc chắn là không thể đi được rồi. Xe đạp chủ yếu là đi chơi ở trong quanh quanh ở trong này thôi. Nên là cũng mong muốn là nói chuyện với các bác một chút là cái hướng đi để vấn đề của cháu Nguyên đó các bác. Hướng đi có thể là bởi vì là như San nói rồi á, rất rất là khó, tương lai thì chưa thể nghĩ được cái gì cả. Nguyên thì có 8 tuổi, 9 tuổi thôi. Nên là chủ yếu á, bởi vì là chủ yếu là San chỉ hy vọng là được các cô chú, các bác anh chị đồng hành để như bà cụ của Nguyên cũng nói là có một ít tiền để thuê người ta chở Nguyên hàng tuần đi học, rồi từ đây đi học rồi lại đi học về á, hàng tuần có người đưa đón đi học về, đó là cái điều đã tốt rồi. Còn ngoài ra thì như là quần áo áo mặc hàng ngày á, thì chắc chắn là vẫn rất là thiếu thốn, không có đủ để mà mặc. Bây giờ là có hai bộ, cái bộ là sáng nay San có mua bộ hiện tại bây giờ đang mặc á, sắp tới bây giờ thu đông rồi, trời cũng se se lạnh ấy các bác, cũng trời se se lạnh ấy, nên là mặc những cái bộ này là tốt nhất. Nên là cái hướng đi trước tiên đầu tiên là như vậy, thì mong các cô chú anh chị có thể là đồng hành cùng với San để có một ít chi phí để cho Nguyên đi học. Có thể là mỗi một tuần thì mình cũng ít nhất là cũng phải 20.000 để cho cháu đi học rồi ăn. Đi học thì chắc chắn là không biết có được ăn sáng không em? Buổi sáng có được ăn sáng không? Nhà trường cho ăn sáng đúng Vâng. không? Đấy, nhà bây giờ còn được ăn sáng, giả sử như lên cấp 2 thì không được ăn sáng nữa. Lúc đấy thì toàn là nhịn đói thôi. Đấy, nên là bây giờ phải có tiền để mua dầu gội các thứ nữa. Nên là cũng cái điều đó là cái điều đầu tiên Chắc mà cũng cái thế hướng nên là đi, không không có giờ gọi để tắm rửa. cái hướng đi đầu tiên đó. Còn tương lai sau này thì thực sự rất là khó nói. Đấy là vừa rồi thì cũng nhiều cô bác cô chú anh chị thắc mắc á, nên là hôm nay cũng cắt tóc này, mua quần áo tất cả mọi thứ gọn gàng rồi, lại cắt cũng đẹp, anh em cắt tự cắt với nhau thôi đỡ tốn tiền các bác nhé. Đấy nên hôm nay thì đây anh cũng ở đây anh cho 30.000 nha, tuần này tiêu 30.000 nha Nguyên nha. Đi mua dầu gội tắm rửa nhé. Mua dầu gội nha, mua dầu gội rồi là xem là cái gì, mua cái xà phòng 8 thì đắt, để mấy nữa anh mua cho, mua dầu gội thôi. Đây 30.000, 30.000 Xin đi, của xin cho nó quen đi. đấy, đây giả sử như là người ta cho gì phải xin nha. Đấy anh quên mất đấy, em bảo là em xin bảo thế. Em xin. Ai cho gì cũng phải xin nha. Không Mang phải đi, đâu. không mua linh tinh nha, mua thứ nhất là mua dầu gội này, xem là lúc nào đói đói thì mua đồ ăn nha. Rồi là họp thì phải nghiêm túc vào, không phải là bây giờ, không phải là bây giờ mình chắc chắn là cháu Nguyên thì cháu buồn buồn, như các bác nhiều các bác có thể là nhìn mặn, có rất là nhiều nội tâm ở bên trong, có thể là khó nói ra ấy các bác, thì cái đó là cái đúng rồi. Nhưng mà bởi vì là cũng có khi là cũng nhiều khi từ cái tính tự kỷ cũng nên đấy, bởi vì các bác biết là người ta có bố mẹ đưa đón đàng hoàng, còn mình thì không có bố mẹ đưa đón gì hết, đi đâu cũng tự một mình lủi thủi đi, nhiều khi là buồn cũng một phần, cũng nhiều khi lại cảm thấy là có cái gì đó ngại so với bạn bè khác ấy. Nhưng mà thôi không ngại nhé Nguyên nhé, cố gắng học vào rồi là như thế nào đấy chăm chỉ vào, chứ không phải là rồi cứ ham chơi nhé. Bố thì không biết bao giờ mới về. Thế bố vừa rồi có về thăm lần nào không? Lúc nào về? Anh có thấy về đâu? Có về một lần. Về một lần á? Tết á? Thì Tết từ lâu lắm rồi còn gì nữa? Đúng không? Tết lâu lắm rồi. Mẹ thì không hỏi han gì. Mẹ thì vứt bỏ con ruột, cũng nhiều khi mình nghĩ
cái nội tâm của con người, sao người mẹ vô tâm vậy. Ngày trước là các bác biết là bà cụ của Nguyên có nói một cái câu rằng là thực sự trách nhất là mẹ của Nguyên. Vì sao các bác? Vì sao? Chính là bà cụ á, nghĩa là ông cụ là mất từ rất là sớm mà phải tự nuôi 4-5 đứa con lớn lên được, mà trong khi đó thì người mẹ lại bỏ con đi vĩnh biệt và không có nói một câu nào. Nghĩa là người đàn ông mình ấy thì không có trách, khi mà không có gia đình thì chắc chắn là đi lang thang, hay đi lang thang đi nhậu nhẹt thì cái đó là cái chắc chắn rồi. Nhưng mà người phụ nữ ấy, thì bỏ con như này thì đúng là đáng trách. Thôi các bác, bây giờ thì cũng mời các bác đi cùng với San đưa Trà Nguyên đi học nhé. Không nói quá là dài nữa, cũng hy vọng là nhận được sự quan tâm của các bác cô chú anh chị, giúp đỡ Trà Nguyên một phần nào đó từ những quần áo rồi là tiền học hàng ngày nhé mọi người. Các bác, hôm nay thì San hai anh em cũng đi ra trung tâm xã có việc á, nên là tiện thể là chở luôn Nguyên đi. Đây các bác có thể nhìn thấy đằng sau này đường rất là hỏng luôn, có nhiều đoạn còn là đường đất đấy. Nguyên có dám chú không? Đi chăm chỉ một tí nhé, đi chăm chỉ ra giữa quần áo các thứ. Không có bố mẹ thì không, bố mẹ phải tự lập nhiều thôi. Nguyên nhá, hiểu biết rồi, không phải là còn rất là nhỏ đâu. Chịu khó ra giữa quần áo rồi là xem là cái gì. Có xà phòng có thể thì bảo ai nhé. Bên này vẫn còn có những cái vũng nước này.